Rất là dễ thương của một người bạn đã từng tham gia cuộc thi với mình, đó là chị Kiều Loan. Và anh chị sẽ song ca và đến tất cả quý vị khán giả. Quý chương trình xin hân hạnh kính chào quý vị. Quý chương trình rất là hân hạnh được tham gia đêm tưởng nhớ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và quý chương trình xin kính chúc quý vị có một đêm nghe nhạc đậm và hạnh phúc. Cảm ơn. Thank you.